Hello, xin chào tất cả mọi người và trong trận đấu này mình sẽ chơi vị tướng Japheth theo rất nhiều yêu cầu anh em. Hiện tại thì Japheth leo danh mùa năm nó có hiệu quả hay không nhỉ? Hiện tại thì mình sẽ cố gắng cho anh em xem sức mạnh của vị tướng Japheth này leo danh mùa năm nó bá đạo như thế nào nha. Ok, và trang bị cho vị tướng Japheth mình sẽ để ở cuối clip. Hiện tại giờ mình sẽ cố gắng tập trung farm vào chính đã. Rồi, farm cắm đầu vào farm. Trận này là có Elite Dram này. Đó, ta không cô độc, không cô đơn một mình mà ta có người đi ram cho cơ. Ấy à. Rồi. Cố gắng level 4 nha, cố gắng level 4 xong đi anh. Và cũng như là một điều là Japheth mà anh em nếu mà trong trận đấu này mà anh em bị cướp mất bùa xanh từ những cái level đầu thì mình tin chắc anh em một điều rất khó khăn để có thể vượt lại cái trận đấu khi mà mất cái bùa xanh nhá. Mất bùa xanh thì sao? Japheth là một vị tướng dùng chiêu thức không tốn mana nhiều, nhưng mà một cái là cái chiêu của nó hồi rất nhanh. Hồi nhanh cứ có là hồi, cứ có là dùng, thế nên là dẫn tới anh em bị tụt cái lượng mana nó lên tọi nha. Thế nên là nếu mà bị cướp bùa xanh rồi thì rất là khó anh em có thể là vượt lại trận đấu. Ok kìa, ok em gái xinh tươi. Em gái đi lạc đường. Nào nào, ui thật, 3 người quay đầu đấy thì em chạy đường này rồi. Đây này, em nghe đầu này thì chắc là cái mạng này của em rồi, chiến công đầu, thơm quá. Ôi, 3 người nghe đằng trên kia, mình không nghe đằng dưới thì ở bạn. Ok, thế là cá rô đã vào dọ rồi. Bây giờ thì tiếp tục thôi, mất cái trụ đứng giữa rồi. Nhanh, hay quá, Superman ơi. Bây giờ mình sẽ lướt này. Tiếp tục cắm tê tái này, lên bảng đi. Lên bảng em ơi, lên bảng. Một mạng nữa. Rồi, combo của vị tướng Japheth này thì rất là nhiều combo thôi. Rất là nhiều kiểu. Nào, sắp có chiêu cuối rồi, lầy luôn, trời luôn ơi. Này thì hát sóc này, có bùa đỏ làm chậm này. Nhảy đi, nhảy tôi cái. Rồi. Ok, lên bảng đi. Một mạng nữa rất thơm. Nếu mà anh em không sử dụng được cái chiêu cuối tới mục tiêu thì anh em cố gắng lướt cái chiêu đầu tiên này để gọi là rút ngắn khoảng cách đến đối phương. Sau đó anh em sử dụng chiêu cuối, đấy là một cái rất đơn giản thôi để có thể là trúng cái chiêu cuối thành công nha. Ok, dòng nào. Công nào hỗ trợ toàn dòng, cái nào đi rừng là phải ăn dòng ngay. Khi mà không có đối phương ở khu vực này thì anh em cố gắng ăn dòng luôn. Rồi, ok. Bây giờ lại quay trở lại con bùa xanh thôi. Đi đâu thì đi, cũng phải nhớ về cái con bùa xanh này. Nhớ lắm cơ. Ok, rất là yêu bùa xanh. Rồi, hiện tại là hai mạng rồi, mình sẽ cố gắng đi hỗ trợ nhiệt tình nha. Nhưng mà đi hỗ trợ hoặc là đi ganh thì em không thể quên được cái công việc đó là farm. Farm sẽ giúp anh em kiếm vàng để xây nhà. Đấy, farm này cũng giúp anh em có thể là lên trang bị rất nhiều, cũng như là anh em sẽ không bị thọt, lên cấp độ nhanh hơn đối phương. Rồi, đây, chị chạy đi đâu? Ok, bắt đầu thì mình sẽ lại đi xuống gừng dưới này ganh anh em ơi. Rồi, bây giờ thật lộ rồi. Đen thật lộ, á, chơi luôn kìa. Thỏ cây cỏ. Hiện tại thì cà rép có chiêu cuối rồi anh em. À chưa, mới level 3, mình cứ tưởng level 4 rồi. Rất là khó, tiếp tục nha. Đấy, choáng, rồi hay quá. Đây, thỏ. Thỏ, cây cỏ rồi, trời ơi, một xíu nữa thôi. Phí chưa kìa, một xíu nữa thôi. Rất là tiếc, rất là đáng tiếc anh em ơi. Ôi, cấp cứu làm gì vậy? Rồi. Phí thật sự luôn của một tỷ. À đây. Bắt luôn đầu trâu mặt ngựa. Thanh niên mà gan ghe có cái tên rất là thú vị nha mày. Đầu trâu này thì đầu trâu. Lên bảng đi còn gì nữa, sớm sao được chờ. Có bừa đùa, có khống chế cao. Hiện tại mình leo vào 8 rồi. Ôi, bây giờ Grab mới leo vào 4 kìa. Thoạt rất là thoạt nha. Ôi, cái trụ đường trên đã bị nổ rồi à? Nổ thì chúng ta ganh thôi. Đâu rồi, đâu lên hỗ trợ tôi cái nào. Có mà chạy này. Chạy đâu được nhờ? Chạy à? Chạy, ơi vẫn chạy được kìa. Không chạy được nha. Rồi đâu chiều cuối đi. À rồi chiều có chiều cuối kìa, đèn chưa. Cắm tay tái rồi, một mạng. Rồi nha. Ấy, đừng có nóng tính anh ơi, đừng có má to cho anh ơi. Anh ơi làm gì đấy anh ơi. Rồi chạy rồi, bật chiều cuối thì chỉ là để dọa nhau thôi. Dọa nhau như thế kiểu là không xăm sổ thì không sợ đâu. Sợ xăm sổ thôi chứ còn là... không xong rồi thì cũng chả sợ đâu. Rồi, ăn xong cái này thì dòng nha. Cứ từ từ, cứ từ từ. Đó, anh em thấy là hiện tại Japheth thì cái sức mạnh của nó, đặc biệt là cái khả năng vị tướng này cơ động này, sát thương cao này. Và Japheth là một vị tướng có khả năng vừa lên sát thương, vừa có thể lên đỡ đòn rất là bá đạo nha anh em ơi. Rồi, chơi này, đúng bộ combo là chết. rồi, Alice là ăn mạng kia. Đặc biệt là nếu mà anh em lên thuần tanh cho vị tướng Japheth này thì sức mạnh của nó vẫn rất là khỏe nha, không có yếu gì đâu anh em. Đó,
một điều rất lợi như thế. Nhưng mà thôi, cố anh em cố thêm thêm mắm thêm muối vào một chút đó để có thể là giúp cho vị tướng Zephyr này mạnh mạnh hơn một chút. Lúc nào cũng phải lên một hai đồ sát thương gì đấy thì anh em đi rừng đỡ bị thoạt nha, chứ còn lên tanh thì farm rừng rất là lâu. Rồi, mình không không phải là vào lúc nào sẽ chơi luôn này. Ôi ném như thế này thì sống ra, ôi thỏ bay qua tường rồi. Thỏ bay qua tường rồi. Rồi, ôi hóa to máu thế. Máu trời ơi lại lướt trượt rồi. À đây, ôi, từ từ nha, từ từ nha. Chạy đâu nhờ, chạy chạy đâu nhờ một mạng nữa. Bây giờ bắt mở gần ga cơ, đừng đừng bắt mấy thanh niên kia đây. Bắt mở gần ga này. Một vị tướng rất khó chịu, nếu mà để sống lâu thì dồn sát thương rất đau nha anh em. Tiếp tục. Thôi cướp luôn bùa rồi, bùa xanh thôi. Thì anh em cướp đi chê à? Chê à. Có bùa là phải ăn thôi. Có bùa là phải ăn. Ok. Ôi ôi, mình sẽ nhường lại cái con bùa này cho đồng đội nha. Ôi không ai ăn được à? Trời đất ơi, sao chết hết vậy? Rồi, bây giờ này bắt thỏ Slim này, thỏ này nhìn như thế này thôi, không không yếu đuối đâu. Kiểu là nhìn thấy mình là yếu máu trong thỏ Slim kiểu rất là phê nha. Ấy mình là lao vào đánh như đúng rồi ấy. Rồi 5 mạng hỗ trợ và 4 mạng hạ gục rồi. Bây giờ thì nói chung thì không cướp được bùa xanh của đối phương thì ta lại về cái nhà mình thôi. Đi để trở về đấy. Bắt đầu từ đâu thì chúng ta lại trở về từ đấy. Rồi. Ok, tiếp tục. Nói chung thì tốc độ pha của Zephyr ở trên cả tuyệt vời rồi. Chiều thức nó hồi nhanh nên là anh em cứ sử dụng điện thoại thôi. Không tiếc làm gì nha. Không nên tiếc làm gì cả. Đó, Zephyr. Thế nên là anh em nếu mà có cơ hội thì cố gắng chơi Zephyr để có thể lao danh tốt nha. Chứ mình không nói là vị tướng này bị lắp vế đâu. Lúc nào suy nghĩ tư tưởng là Zephyr rất là bá đạo rồi. Tại vì là khả năng vị tướng chống chịu cao. Và nếu mà đặc biệt nếu mà Zephyr là một vị tướng có thể bắt được các xạ thủ khác rất tốt rồi. 2 cân 3 luôn. À mình xin lỗi, 2 cân 2. 2 cân luôn, hai người cân nhau luôn. Cân nhau luôn, double kill. Double kill. Rất là thơm. Đẩy trụ đi anh em. Bây giờ mình sẽ lên áo choàng băng giá nhá. Cái đồ đi rừng của mình thôi, cái dìu tăng máu đây anh em. Cái này thì sẽ giúp cho anh em trâu bò hơn này, giúp cho mình bớt đi một cái trang bị ở cái phòng thủ. Tiếp theo là mình sẽ lên cái thương loay nớt. Rồi, đó, một chút công. Đấy, và một chút công và cũng như là một chút thủ khống chế nó đến từ áo choàng băng giá. Lên được như thế này rồi, rất là tuyệt vời anh em ơi. Rồi, mình đang cố gắng tập trung farm ăn cả thế giới, ăn mãi mà không béo. Chán thật sự, đây nhá, thỏ Slim nhá. Ăn cái con thỏ này sau này béo này, toàn mỡ là mỡ này. Toàn này mỡ ngắm ngán ngẩm quá, chạy mất rồi. Phải chạy lất luôn. Đùa, buồn quá, gặp mình đẹp trai như thế này, ra fit đẹp trai khoai to. Ok, thần thánh. Nào, chơi luôn này. Rồi, ông có rep kìa, may là ông chưa cuối. Thôi, té đi ông ơi. Băng, đừng có băng trụ. Thôi, không ăn được thì bỏ đi trời ạ. Cố quá làm gì, cố quá. Đó, cố quá thì chết xử rồi kìa. À chít ơi là chít. Rồi. Bây giờ thì chắc chắn là không quá đối phương ở khu vực này nữa rồi. Không lên quá được cái nửa khu vực đường sông này. Đó. Farm thôi. Nói chung thì rất đơn giản. Hiện tại thì với 7 mạng hạ gục và 5 mạng hỗ trợ. Cố gắng mình trận đấu này mình sẽ giữ zin nha, không để mất zin nha. Cố gắng chơi như không để mất mạng nào thì mới thú vị. Đó, giữ gìn cái gì là thuộc về mình để sau này lấy vợ. Trời ạ. Rồi. Một xíu nữa thôi mình sẽ đạt level 15 và hiện tại Achit mới level 12. Tốc độ đi rừng thì rất là kinh khủng anh em ơi. Thôi thôi, đợi tôi farm hết sạch quái rừng rồi tôi sẽ đi ganh nhá. Đang ham. việc gọi là cái việc farm thế này thì rất là... Anh em thật sự là anh em không thích tại vì nó rất là lâu la nhá. Nhưng mà cố gắng chịu khó một chút này. Khi mà anh em farm mà có đồ thì lúc đấy anh sẽ rất là khỏe. Thôi bỏ qua crep đi. Nó trâu lắm, ăn mấy thanh niên máu giấy này hơn này. Phát này thì tôi chấm hết rồi. Phát này thì mở gan ga lên bảng cho tôi toàn hỗ trợ thế này. Rồi cái mạng này của tôi rồi, tiếp tục nha. Tiếp tục nha, chạy em sao được chưa? Chạy em sao, mình sẽ để dành chiêu cuối để phục thanh niên này nhảy qua tường. Nhảy, ôi rồi, what? Chết luôn rồi, trời ạ. Superman thì bắn trưởng ghê thế. Ok, giáp chống khổ, bây giờ anh em thì nhìn thấy là một vị tướng đấu sĩ của chúng ta, một vị tướng Zephyr vô cùng là hoàn hảo khi mà công thủ rất là nhiều.
công thủ rõ rệt luôn. Bây giờ thì phải băng trụ luôn, ngại ngần gì là chiều nhầm nhầm lướt xịt, em lướt nhầm nhảy nhầm, lỗi đánh lúc nào thi thoảng sẽ có lỗi chứ làm sao mình đánh ở 100% chuẩn xác được. Rồi hơi bị lỗi một phát đấy, không là pha và sau là ăn được thanh niên Thọ Slim rồi. Bây giờ thì mình sẽ đóng luôn cho anh em một cái trang bị cuối cùng nữa. Rồi kinh công à, kinh công, từ từ ăn xong cái con rơi quỷ rồi ăn kinh công luôn. Rồi hết xử nó máu rồi, hết xử cái máu rồi. Ăn kinh công nào, để cho anh em thấy chưa, Zephyr mình rất tốn mana nha. Ăn xong cái này chắc là mình phải đi kiếm cái buồn bùa xanh cũng thôi, kẻ định đầu hàng rồi, may quá. Ok, trận đấu vừa tròn 11 phút thôi đó, và các trang bị cho vị tướng Zephyr mình sẽ để cuối clip nha. Zephyr thì để một vị tướng luôn có cái sức mạnh riêng và công thủ vẹn toàn, nói chung như thế rất là trâu bò, và cũng như là anh em thấy là cái khả năng gây sát thương của nó khi mà lên tanh cũng rất là ổn nha, không có yếu ớt gì đâu. Chúc em có thể leo danh với vị tướng Zephyr thành công, và bây giờ sẽ là các trang bị cho vị tướng Zephyr mà chúng ta mình sẽ lên trong trận đấu này. Gần full đồ rồi, mình farm gọi tốc độ rất là nhanh đó. Đấy, farm và ăn mạng MVP 12.8 và cái tốc độ farm rất là nhanh, thế nên là trang bị của mình thiếu đúng một trang bị cuối cùng thôi. Đây Zephyr đấy nha. Đây Zephyr. Đầu tiên thì anh em lên từ, đây là cái trang bị solo, đây là cái trang bị đi rừng nha. Dìu này, giày kiên cường này, thương loin nớt này, áo trong băng giá. Cái gì vậy? Rồi nha, đây là cái trang bị này, giáp thống khổ này, giáp hộ mệnh này, dìu Leviathan này. Đây là các trang bị cho vị tướng Zephyr mình lên trong trận đấu, và cảm ơn người đã theo dõi video mình. Yêu tất cả người, Alagi, bye bye, nệ.